tội lừa đảo, cẩn thận. Cảm ơn tất cả anh chị em, cho Sung, Vlog, cảm ơn cho Cà Lê, cảm ơn thầy Kho. Nên các bạn hãy test, test hết. Rồi, đó là cái khái quát mà hai món sẽ đưa ra các bạn. Bây giờ nhìn thẳng vào vấn đề nha. Bây giờ cậu cháu nhà Bắp không chào nữa. Cậu cháu nhà Bắp không chào nữa, cầm máy lên mà nghe đây nha. Cái nào làm được thì tốt. Thứ nhất là cậu cháu nhà Bắp hiện tại là 1.540 người đăng ký tính số chẵn, có thể là bo một là 1.541 đến 49 gì đó, mà 1.540 người đăng ký hiển thị ở trên đây, có nghĩa là đủ tiêu chuẩn cái số người này sau khi quét 3 ngày. Còn giờ thì cậu cháu báo là đã trên 4.000 giờ, qua ông YouTube đã gửi Gmail. Video có 94 video. Ok. Rồi về cái điểm tổng quát của kênh cậu cháu nhà Bắp đang bị thấp nha. Sau này để hai móm tư vấn cho làm cao. Cái kênh của Opical này là 67 điểm. Hai móm Vlog là 77. Còn cậu cháu nhà Bắp chỉ có 40 trên 100 thôi. Nên hơi thấp nha. Rồi, bây giờ tiếp tục nha. Vào bên trong. Vào phần giới thiệu. Cậu cháu nhà Bắp lập cái kênh này là ngày 3 tháng 4 2020, có nghĩa là đủ tiêu chuẩn trong vòng 12 tháng. Vì sao các bạn? Ông YouTube á, bây giờ cái luật mới 2020 á, là sau 12 tháng là ông YouTube sẽ xóa tất cả cái giờ của các bạn, chỉ các bạn chỉ còn sub và còn view thôi nha. Nên nhớ, các bạn nào làm trên 12 tháng, các bạn nào là làm 10 tháng, 11 tháng và hãy cố gắng 29 ngày còn lại. Các bạn mà làm 31 ngày, có nghĩa các bạn qua 12 tháng 1 ngày thì coi như giờ đó không còn, chính sách mới của YouTube. Nên kênh nhà Bắp, cậu cháu nhà Bắp là ngày 3 tháng 4 2020, có nghĩa là được mấy tháng thôi, mới đây thôi. Hai móm làm trên 2010, 2019 nè. Đây 2010 mới làm đúng không? Ok. Rồi bây giờ mình tìm, mình xem tiếp về cái video nha. Tháng 5 thì lập Gmail thôi ông ơi. Rồi cháu nhà Bắp ơi, trong cái kênh ở trên YouTube nó mặc định sẵn nè, là đã tham gia ngày 3 tháng 4 2020, có là bạn up video đầu tiên trên hành trình làm YouTube là tháng 3, ngày 3 tháng 4 2020. Còn bạn lập, giờ bạn lập 1975 cũng kệ bạn nha, phải nghe nè, đừng có trả lời ha. Nghe rồi. Về cái gửi để mà là đối tác ở YouTube á, các bạn nên nhớ điều này. Trước 2019 và 20 trước đó thì gửi đơn thì YouTube duyệt qua thủ công, có nghĩa là kiểm tra trên cái thủ công thì từ 7 ngày đến 1 tháng. Còn 2020 này bây giờ là duyệt qua tự động. Các bạn nên nhớ nha, duyệt qua tự động. Tự động có nghĩa là gì? Có nghĩa là YouTube đã mặc định thuật toán duyệt kiếm tiền. Đó là như vậy. Đó là các bạn nên chú ý. Và cái việc này trong kênh của các bạn có hình ảnh nhạy cảm, có từ nhạy cảm, có những cái điều nào mà mặc định YouTube không chấp nhận thì các bạn bị quét. Định nói gì nữa quên rồi. Rồi có hai vấn đề mà cũng khuyến cáo anh chị em như thế này. Có nhiều bạn đang bị trả đơn không nhận, không duyệt. Thứ nhất là ảnh thumbnail, trên danh từ ảnh thumbnail có từ nhạy cảm bị trả đơn lại chờ 1 tháng. Nên nhớ, thì mình xin phép không nói những người đó để mình sẽ làm tổn thương họ. Thứ hai, cũng bị trả đơn vì nội dung trùng lặp. Nội dung trùng lặp nó khác với sử dụng lại nội dung. Sử dụng lại nội dung là lấy của người này bỏ qua người khác, của người khác bỏ qua mình, còn nội dung trùng lặp của mình vẫn là của mình nhưng trùng lặp, có nghĩa là gì? Các bạn khi mà
trong video của các bạn có một cái khúc nào đó các bạn cắt ghép vào, thí dụ video các bạn 10 phút, các bạn lấy cái một đoạn đó thôi, các bạn ghép đầu, ghép đuôi, ghép chính giữa cũng là một đoạn đó, thì các bạn bị spam video, thì khi việc đó là bị sử dụng nội nội dung bị trùng lặp. À, còn sử dụng nội dung người khác là bạn là người đi ăn cắp rồi. Sử dụng nội dung trùng lặp có nghĩa là tái đi tái diễn lại, giống như là cái intro, cái đầu tiên giới thiệu á, các bạn làm một đầu ban đầu một lần thì được, các bạn cứ tái đi, đầu cũng giới thiệu, giữa cũng giới thiệu, cuối kết thúc cũng giới thiệu, thì các bạn dùng nội dung bị trùng lặp, nên nhớ cho đó nha. Rồi bây giờ tiếp tục trong video của bác đây. Rồi coi video mình mới nhớ đây. Cả nhà và các bạn thân mến, bây giờ YouTube, thí dụ video của cậu cháu nhà bác là 90, thí dụ cho 94 video. Ông YouTube không xem hết 90 video đó cho các bạn. Cho các bạn. Bạn Ali 12 là ai ta? Tiếng Anh không ta? Họ không có xem từng video của các bạn, cho dù video đó là 5 video, 10 video, 100 video hay là 200 video, giống như không sao bắp ơi, 200 video đúng không? Nên các bạn phải ok, không sao, lạ cái hình gì cho ra đảo rồi. Đang nói gì quên rồi. Họ không bắt xem video đó, mà bây giờ YouTube duyệt qua là họ chọn một số video mà view nhiều nhất trong cái kênh của các bạn. Họ chọn một vài video. Cảm ơn người chị em Phương Hà Family, đó là Tiên Đức Trần, trân trọng cảm ơn ạ. Người chị em rất tuyệt vời giữa hai món. Nên các bạn hãy xem lại trong kênh của mình vô cái video phổ biến có bao nhiêu video phổ biến, mình ưu tiên mình sửa mấy cái đó trước. Bây giờ tiếp tục cậu cháu nhà bắp đây. Cậu cháu nhà bắp có 5 video phổ biến. Ồ, cái video kia đâu rồi ta? Cái video livestream đâu rồi bắp? Video phổ biến một tháng trước 1.600 lượt view. Tour An Giang, công viên tình nhân. Tiếp tục là sale thật hay sale giả? Cái này 1.300 đây ha. Sale thật hay sale giả? Có nên sale. Ok. Một tháng. Rồi. YouTube sẽ lựa trong 3 đến 5 video này, ông sẽ duyệt, đó là lượt view cao nhất. Rồi ông sẽ duyệt mặc định là cái lượng tương tác thật nhiều nhất. Các bạn nên nhớ. Và tiếp tục là các bạn nên nhớ một điều là bây giờ duyệt trên hành trình là đối tác YouTube 12 tiếng đến 3 ngày. Bởi vì nếu mà kênh của các bạn very good, xanh sạch đẹp trong vòng 20 tiếng, 24 tiếng, 30 tiếng, 12 tiếng vẫn ok. Hai món được đợt đó bị dịch, bị khủng hoảng về thế giới á, về bị dịch á, thì cũng hai y như là 1.500 ngày, là 25 tiếng mấy á. Mình nhớ là 25 tiếng mấy. Tại vì kênh của hai món là 200 mấy video, mà ổng duyệt là ổng duyệt cũng chọn ra những cái video mà view cao nhất, thì cái bản mặt của mình xuất hiện, và cái ưu tiên là cái bản mặt của mình xuất hiện. Đây là cậu cháu nhà bác đây, mình sẽ kiểm tra đấy, có cái nào không có cái bản mặt của mình không, mình xấu cũng đưa bản mặt của mình lên. Ông YouTube ổng không có khen xấu khen đẹp đâu, giờ mình chải tóc hay là để bầu xù hay là chải keo, ổng không có khen chê đâu, miễn sao mà ổng mặc định bản mặt của mình là được. Ok, rồi đầu tiên là ổng sẽ chọn cái tour An Giang là một,
Xeo video thật giả là 2, xeo video cơ bản là 3, món ngon, bánh xèo xèo là 4. Bắp lên sữa, cái bánh xèo là một chữ xèo thôi. Đừng có để trùng trùng lắp danh từ. Các bạn cái điều này mà các bạn nên nhớ nè. Trên tiêu đề các bạn không nên lặp lại. Ví dụ xèo 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 thì lấy một chữ xèo thôi. Bây giờ cái này chỉ cần YouTube duyệt để là đối tác YouTube kiếm tiền YouTube trên quảng cáo và mình được duyệt thì vô bỏ hết đi. Chừa một cái thôi. Món ăn ngon, bánh xèo đây, bỏ ba từ xèo đi nha. Các bạn bị trùng lắp danh từ. Giống như các bạn nói cà lam vậy đó. Ông YouTube ông quét mặc định. Nên nhớ chỗ đó, cái đó là xóa bớt đi. Các bạn cẩn thận nha. Chứ người ta có khi đánh nào, người ta là có khi người ta muốn làm món bánh xèo, người ta không biết làm thôi. Ta đánh trên máy tính là hướng dẫn làm bánh xèo 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 không? Không, hoặc là cách ăn bánh xèo 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 không? Đúng không? Nên hãy bỏ đi. Có nghĩa là trên tiêu đề các bạn phải rõ ràng, xúc tích câu từ ra Việt Nam nha, mình tiếng Việt, tại vì các bạn ông YouTube biết các bạn đang ở Việt Nam, biết các bạn đang ở Việt Nam. Vì sao? Thứ nhất, Gmail các bạn đang đang mở tại Việt Nam. Thứ hai, số điện thoại của bạn là 84 là Việt Nam. Thứ ba, cái IP của cái máy mà các bạn mở Gmail và kênh YouTube nằm ở Việt Nam. Cái thứ tư, cái thứ năm, bốn nữa là cái GPM, là cái máy, cái vị trí đó xem video ở đâu. Thí dụ các bạn, tại sao ông YouTube ông biết rằng người Mỹ xem ổng cộng cộng tiền là 1.000 lượt xem người Mỹ là 9 đô, mà tại sao các bạn xem ông biết là các bạn là 1.000 lượt xem Việt Nam là 90 sen? Tại sao ông biết? Ổng mặc định hết rồi. Ổng mặc định hết rồi. Cảm ơn TV Hồng Trọc, cảm ơn người chị em Thu Vui, cảm ơn Thực Tế Đời Thường, cảm ơn tất cả chị em. Nên các bạn nên nhớ là chỉ còn một dấu phẩy thôi, các bạn không thể qua mặt YouTube được. Video của các bạn hai móm vừa làm bốn qua mấy ngàn view, hai móm xóa rồi. Vì cái gì thì các bạn đoán được rồi đó. Nhưng mà hai móm biết được chính sách của YouTube đã làm như vậy. Hai món bắt trend được nhưng mà hai món không muốn bị ảnh hưởng người khác nên hai món xóa rồi. Nên các bạn cố gắng. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn tiếp về cái cậu cháu nhà bắp. Hai món tư vấn cho cậu cháu nhà bắp. Có thể các bạn cũng cố gắng. Cũng cố gắng. Ok. Để mình xem. Rồi tiếp tục để mình đây là mình xin phép là mình kiểm tra kênh nên mình kiểm tra để mình tư vấn nên nó hơi chậm rãi từ từ không có gì vội nên mong cả nhà các bạn thông cảm. Anh chị em có thể trong lúc vừa nghe vừa âm thầm kết nối với nhau, kết nối với nhau nè. Và cậu cháu nhà bắp và anh chị em thấy từ nào trên tiêu đề mình có nhạy cảm á thì hãy đánh dấu chấm hoặc dấu phẩy cách nó ra. Cách nó ra. Nếu mà cảm thấy nó nhạy cảm. Giống như là từ bạo. B-A-3 dấu chấm chữ O. Lợn. Quyết chữ L. Xong rồi chấm cái A-N-O. Cái gì á. Chứ còn các bạn mà quất từ bạo lợn là thua. Đó là gì? Danh từ nhạy nhạy cảm đó nha. Rồi bây giờ tiếp tục về cái hồi nãy phổ biến không, bây giờ tiếp tục về cái mới nha. Mới chào người anh em tổng hợp trung, chào Út Bảy, chào tất cả anh chị em. Tiếp tục anh chị em âm thầm hỗ trợ lẫn nhau hai món xem. Ok, những cái này trăm view, trăm mấy view trực tiếp, trực tiếp. Cậu cháu làm cái hình thumbnail màu mè quá ha.
Ok. Mình coi cứ từ từ. À, vô coi cái video trưa là tăng sale từ háp háp thẻ khó kênh. À, bỏ cái từ háp háp một từ háp đi, hoặc là tăng sale gì đó, sửa lại, xóa bớt gì mà háp háp không ai hiểu, xong đóng ngoặc kép mở ngoặc kép. Ông YouTube ông quét là ông quét danh từ á, háp háp mà ông quét thì ngáp ngáp là danh từ nhạy cảm á, đó đó đi. Háp táp mà háp háp gì á, vô xóa chỉnh nó đi. Cái nào đây các bạn nên nhớ, và cậu cháu nhà bắp nên nhớ là háp táp à, háp táp được coi thử đây, háp táp táp đâu mất à, mất à, háp táp tăng sale từ háp táp, háp táp, háp táp và đóng ngọt kìa. Rồi cậu giáo nhà bác và anh chị em nên biết điều này nè, chính sách của YouTube bây giờ thay đổi nhiều, các bạn biết là một cái kênh lớn để bị một phát là các bạn lên nghe lại đi, thừa nhận rồi đó, mình không được phép nói chuyện cá nhân của họ nên bị rồi, các bạn nên cẩn thận. Nên bây giờ là duyệt tự động và danh từ nhạy cảm, comment nhạy cảm, và trước khi gửi đơn, thí dụ 2:30 thứ ba nhân bắp, 2:30 thứ ba gửi, thì 2:30 thì 2:15 mình kiểm tra trong sạch ba, mình xóa sạch giữ giữ xem xét. Định mới suy nghĩ gì, định nói gì tự nhiên quên mất tiêu, định nói gì quên mất tiêu rồi. Rồi mình kiểm tra từ từ để mình nhớ lại, định nói nhiều quá nó chồng cái này chồng cái kia. Rồi mình vô danh sách phát nha. Rồi mình vô trang chủ thứ ra, trang chủ sao bắp không có liên kết mạng xã hội ở trên ảnh bìa bắp ơi, trên ảnh bìa sao không liên kết, biết làm không, không biết làm mà sáng mai gọi làm gấp nha, cái đó dễ lắm, nó làm đẹp rẹt trong vòng phút 30 giây sao mà ông YouTube, các bạn biết là rằng về cái ông YouTube đánh giá mà các bạn có liên kết với Facebook nè, liên kết với fanpage, liên kết với mạng xã hội khác, ông Facebook ông YouTube anh đánh giá các bạn càng cao nữa, trong cái chuẩn SEO đó phải có liên kết ngoại, tại vì ông muốn là những người xem bên Facebook, bên TikTok, bên cái gì tùm lum Instagram, Weibo đều xem video của các bạn, đồng nghĩa với xem quảng cáo để doanh thu nhiều hơn thì ổng được được tiền nhiều hơn, nên nhớ nha. Ở trên thẻ là không có liên kết, không có liên kết. Bắp mở cái kênh hai món nhìn ảnh bìa có liên kết hay không lại. Ok, cảm ơn người chị em tôi vui khen. À, không biết thì sau buổi live này làm luôn. Bây giờ mấy giờ bắt coi công chiếu, bây giờ mấy giờ rồi, 8:30, 8:30 rồi. Bắt mở một cái tab đang công chiếu á, mở một tab chào hỏi anh em, mà tắt tiếng của mình đi, tắt video đang công chiếu của mình đi, mở một một nấc thôi, mở một nấc của video đang công chiếu của mình, còn mở cái tiếng của livestream mình lớn lên vừa nghe bên kia chào hỏi. Hoặc là có người nhà, nhờ người nhà chào hỏi trên cái công chiếu đó, cái để nghe chập giật giật là nó thiếu, với anh chị em cũng lưu ý. Rồi giờ trong cái danh sách phát nó còn nhiều để kiểm tra lắm. Ok, YouTube câu hỏi khắc phục phép thuật, phép học online. Cộng đồng, coi thử tab cộng đồng sao, tab cộng đồng, tab cộng đồng gì 7 like mà một bình luận. Các bạn lưu ý nè, trên YouTube các bạn dùng danh từ nó là 1 đến 2 danh từ, đừng có bị trùng lắp danh từ nhiều quá,
giống như bắp kêu lo 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 lúc 8:30 ấy, ông YouTube ông cũng quét hết. Nên là mấy cái này là các bạn thấy trên tiêu đề hai món có bị trùng lắp không? Rồi, trong cái phần giới thiệu, kiểm tra cái phần giới thiệu coi. Ok, phần giới thiệu. Nên các bạn ưa dùng cái từ miễn phí quá. Bỏ cái từ miễn phí như hầm dân với tôi, cậu cháu bắp nè. Cái từ miễn phí nó nhạy cảm lắm. Nói tôi đâu có tốn tiền tôi đăng ký, các bạn tôi ủng hộ các bạn mà các bạn nói tôi miễn phí. Thì thôi, miễn phí các bạn ấy thì thôi. Các bạn muốn tôi xem kênh các bạn mà cậu phải đóng tiền thì sao phải còn miễn phí. Cái từ miễn phí nó nhạy cảm lắm. Rồi ok. Cái đó là gọi là cái cách dùng từ, hoặc là cái văn hóa dùng từ, hoặc là cái phương pháp dùng từ. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vào cái mô tả, mình đi vào cái with IQ ha. Nãy giờ mình đi vào with IQ ha. Ok, rồi bây giờ mình đi vô cái mô tả, mình xem cái mô tả của bắp thế nào. Về mô tả mới luôn nha. Mô tả công chiếu đi, mô tả live stream. Và thử cái mô tả mới công chiếu sớm nhất ngày nào. 20 giờ. Món ngon miền Tây, độc lạ, hấp dẫn, sụn heo, ok. Để mình mở cái tắt cái tiếng nghe để nó ồn anh chị em. Bây giờ mình xem cái hấp tấp nha. Cái mô tả nha. Cái tổng quan kênh của bắp nãy nói có 40 mà hơi yếu, rồi lát kiểm tra lại. Chào người chị em gái yêu nhịp sống châu Âu. Chào em gái yêu Út miền Nam Nguyễn. Nghe bắp cứ ấy đi, bên kia mở lại. Bên kia mở tiếng. Từ khó kênh mặc định. Ok. Cái thẻ táp là 66, cái video vừa rồi là 66.8. Cái điểm món ngon độc lạ. Món ngon độc lạ đâu có đề xuất, chỉ cái cậu cháu nhà bắp, hai cái từ khó đó. Từ khó làm gì mới đúng là cậu cháu nhà bắp, có dấu không dấu. Món ngon miền Tây độc lạ, 6 cái đề xuất tìm kiếm, món ngon miền Tây độc lạ hấp dẫn 14 cái tìm kiếm đấy. Nó phải sụm heo đấy, phải đánh cái nội dung vô. Sụm heo hầm cơm điện, đúng rồi, sụm heo. Nội dung của các bạn là sụm heo thì tất cả danh từ 499 ký tự trong thẻ tab các bạn ghi vào mỗi danh từ là enter, là các bạn phải có sụm heo, các bạn nên nhớ điều đó. Món sụm heo cũng đề xuất tìm kiếm 4 cái, sụm heo mang tre hầm nồi cũng 4-3 cái, mang tre hầm sụm heo đấy, các bạn đặt như vậy á mới là đúng á. Bạn vô cả hai món thôi, quốc mấy cái là 68 mấy 68 787. Rồi bây giờ vô mô tả nha. Ok, cái mặc định từ khó kênh như kia thì ok đó. Rồi anh chị em chào hỏi nhau, họ hai mớm chào khôi qua lóc, cảm ơn cảm ơn Dung Quốc ạ. Anh chị em nào chưa có màu xanh mình cho màu xanh, anh chị em nào ủng hộ mình cho màu xanh nha. Màu xanh là các bạn càng xinh đẹp hơn nha. Rồi bây giờ là trong mô tả quan trọng lắm đó nè. Chia sẻ những gì là anh chị em cũng lưu ý nha. Ok. Rồi trong mô tả, vào mô tả. Mô tả đơn giản, không có gì hết. Mô tả đơn giản. Các bạn nên nhớ là trên tiêu đề thẻ htap là màu xanh, cho phép nằm ba danh từ thôi. Thí dụ cậu cháu nhà bắp, món ngon miền Tây, sụm heo. Thì trong này cậu cháu nhà bắp để 5 cái thì cuối cùng cũng cho hiện ra thôi, nó vô dụng, nó bị dư. Và thực ra cái sụm heo nằm ở chính giữa. Cái sụm heo là video của mình. Còn món ngon miền Tây là từ khóa phụ. Nên nhớ nha, cậu cháu nhà bắp là
từ khóa của kênh là trên hai tab. Video mình nói về sụm heo hầm măng là từ khóa chính của video là sụm heo, thì buộc lòng hồi nãy nằm trước cái món ngon miền Tây. Món ngon miền Tây đó là từ khóa phụ và từ khóa liên quan. Ví dụ trong đó là ẩm thực miền Tây, tất cả những cái gì thì đó đã là từ khóa phụ. Ví dụ bây giờ mình làm cái món gà gỏi gỏi vịt, thì từ gỏi vịt là từ khóa chính của video, còn món ngon miền Tây thì nằm ở ở sau. Thí dụ nó rõ hơn là canh chua cá tra, thì món canh chua cá tra là từ khóa chính, đúng không ạ? Còn món ngon miền Tây, tại vì giờ ở miền Tây nuôi cá tra, còn các tỉnh kia nó ít, đúng không ạ? Nên nó như vậy. Ok. Rồi video này điểm theo được, nhưng mà mình cái từ khóa thì mình phải nhạy bén chút xíu. Rồi còn gì nữa, người ta nhiều lắm, nó chồng, cái đầu nó chồng lên nhiều quá nên không nhớ hết. Rồi cái mô tả thì ok, tại vì mô tả nó không có lằng nhằng giống hai món, tại vì sau khi lúc hai món làm thì nó nhiều, sau khi bắt đầu gửi đơn mình xóa link á, bắt đầu sau khi gửi đơn mình bật kiếm tiền rồi mình đưa nó vô lại. Nên hiểu như gì nè, hiện tại các bạn là muốn là đối tác của YouTube thì các bạn phải là xanh sạch đẹp. Khi các bạn vô công ty làm thì họ hỏi là sơ yếu lý lịch của các bạn, hộ khẩu của các bạn, để có thể là mình là người ở đâu, cha mẹ mình là ai, gia đình có bao nhiêu người, họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, giới tính nào, học vấn ra sao, khả năng chuyên môn bạn là gì, đúng không ạ? Thì kênh YouTube của mình giống như là một cái nhân viên bắt đầu vào để được xét duyệt phỏng vấn đến đối tác của YouTube. Khi đó mặc định sẽ xét duyệt, mặc định sẽ xét duyệt, thì mặc nhiên tất cả đều tốt, thì các bạn sẽ là một trong những thành viên của đối tác của YouTube. Đó như vậy. Chứ nhiều cái các bạn hãy đặt vị trí mình là một nhân viên, mình cần gì đến công ty thì kênh YouTube của mình cũng đến đối tác YouTube là như vậy. Nên không phải phỏng vấn trực tiếp mà là mặc định của YouTube đó nha. Và đặc biệt nữa, các bạn và cậu cháu ngày bắp nghe điều này. Cái kênh của mình đang làm kênh chính hay kênh phụ? Thứ nhất. Thứ hai, khi mà mình gửi đơn bật kiếm tiền là lúc đó mình cũng tạo Google AdSense, có nghĩa là gọi là GA. GA đó sẽ đi mình theo mình mãi mãi hết suốt cuộc đời khi mình còn làm YouTube kiếm tiền. Một người chỉ duy nhất một Google AdSense, có nghĩa là GA. Google AdSense có nghĩa là một cái trang đó, khi mà chúng ta làm tiền ở trên kênh YouTube, mỗi tháng ông YouTube ông cộng tiền vào ngày 11 đến 12 trong một tháng, ông sẽ đưa vào Google AdSense đó, và mình sẽ được liên kết với số ngân hàng của mình để nhận tiền từ Google AdSense đó. Và Google AdSense đó, một người bao nhiêu kênh YouTube không cần biết, nhưng chỉ duy nhất một Google AdSense. Mình nhớ nha. Tiếp tục. Đang suy nghĩ gì quên mất rồi. Tiếp tục là kênh của mình mà mình làm trên kênh phụ là ok nha. Mình làm mà kênh kênh chính mà mà cái Gmail của mình cũng làm cái Google AdSense đó. Lỡ mai nay mốt nọ cơn bão nó ập đến, kênh mình mất thì Gmail nó mất luôn và Google AdSense nó mất luôn. Còn thí dụ mình đang làm kênh phụ mà bão táp phong ba mình không sợ, cho dù nó mất mình vẫn còn cái Google, còn cái Gmail, còn số điện thoại và còn cái Google AdSense.
Đúng không ạ? Thí dụ hai móm đang làm 6 kênh mà trong kênh 3 kênh sẽ bật kiếm tiền. Thì hai móm là chỉ một Google AdSense ngoài 6 kênh mà chỉ 3 kênh bật kiếm tiền, thì 3 kênh đó buộc lòng phải liên kết với Google AdSense đó để tiền sẽ tập trung 3 kênh đó về Google AdSense, và Google AdSense đó sẽ liên kết với ngân hàng của mình. À, và nó còn hồi xưa 4 bước, bây giờ 3 bước. Sau này à, cậu cháu nhà bắp nếu mà không vào net thì làm ở bên ngoài á, cậu cháu có cái bằng lái ô tô không? Trên bằng lái xe máy, bằng lái thẻ nhựa, có nghĩa là trên bằng lái nó có hai cái từ là tiếng Anh và tiếng Việt, có không ạ? À? Link Facebook hả? Nếu mà mấy cái đó thì xóa đi, bằng lái, mô tô, xe máy, mấy cái Facebook là xóa hết đi. Xe máy nhưng mà nó có tiếng Anh không hay là tiếng Việt thôi, nó còn mới không? Vì sao? Khi mà các bạn, thứ nhất là các bạn gửi đơn, đó là chỉ bước thứ nhất thôi. Khi mà có quảng cáo, các bạn chưa phải gọi là thành công. Bước thứ hai, khi mà các bạn được ông YouTube sẽ cho xác minh danh tính, là các bạn bằng xác minh là tôi là không phải người máy, tôi là hình ảnh bằng lái, tiếng Anh, tiếng Việt. À. Thứ ba nữa là trên 10 đô. Bây giờ có những nước 8, 9 đô được rồi. Trên 10 đô, ông YouTube sẽ gửi Gmail là gửi xác nhận, nhận cái mã pin nó có mấy con số thôi, để mình xác nhận tôi là con người chủ kênh này, chủ cái Google AdSense này và cái kênh này. À, cảm ơn đi đi Lê Vlog và tặng bạn cái cà lê nha. Rồi cậu cháu nhà bắp phải như là có xem cái phương thức gửi đơn chưa? Hãy xem 2 3 lần để mình chuyển cái đường link của người bạn, người anh em cho. Có coi chưa? Có nghĩa là hãy lấy cái mã bưu điện của tỉnh, của tỉnh hoặc huyện mà lớn lớn á, của tỉnh của mình, để sau này mã pin gửi về bưu điện tỉnh rồi bưu điện huyện nha, nó có cái mã rồi. Ok, giỏi. Đây là tư vấn cho Bắp nhưng mà thực ra cũng tư vấn cho tất cả anh chị em chứ không phải là riêng một mình Bắp. Nếu tư vấn một mình Bắp thì hai móm gọi Zalo chứ không phải là, nên là phải cố gắng anh chị em rút ra cái một cái ý nào đó đúng đúng á, thì anh em cố gắng mấy đường link đó, nếu cần là xóa hết đi, nếu rảnh là xóa đi, cũng không cần để rồi. Bây giờ hai móm nói cái liên kết ha, liên kết nói cho các bạn làm luôn và cậu cháu nhà bắp làm luôn nè. Thứ nhất là ngồi trên làm trên máy tính đó nha, cậu cháu nhà bắp liên kết với mạng xã hội khác lên ảnh bìa nha. Nói và làm luôn nè, bắp giỏi mà. Vô máy tính, vô kênh của mình, lên ảnh Amata là ảnh đại diện, bấm vào. Vô dòng đầu tiên đó là kênh của bạn, đúng không? Nó đưa vào kênh của bạn, vô là tùy chỉnh kênh, bấm vào tùy chỉnh kênh. Ok, sau đó kéo cái thanh thục xuống dưới tùy chỉnh kênh kênh xong bắt đầu nhìn vô phần giới thiệu kênh á, giống như hồi nãy hai móm đang coi giới thiệu nè, bấm vô phần giới thiệu, kéo hết xuống bên dưới, nó có cái phần thêm liên kết á, bấm tích vô, rồi để yên đó. Lên mở tab thứ hai, đánh kênh cậu cháu nhà bắp, rồi ra kênh cậu cháu, copy cái đường link kênh cậu cháu, dán vào, ghi là YouTube, kênh YouTube cậu cháu nhà bắp. Bắt đầu dán URL vào, bấm nút thêm, bấm nút xong là ok. Thứ hai, mở thêm tab nữa, mở cho nó ẩn cửa sổ xuống, mở trên Facebook á, vô Facebook, copy đường link nó về, xuống, liên kết Facebook, dán URL vô, có fanpage, dán fanpage vô, có liên kết kênh thứ hai, copy kênh thứ hai,
dán vô. Cậu cho bắp lên ảnh bìa có hai món, hiện giờ là 5 cái, 3 kênh, 2 món vlog, 2 món Oracle và 2 món YouTuber và fanpage của hai hai món YouTuber với lại Facebook của hai món. Các bạn hãy nhìn mình làm. Rồi cô thứ bắp có làm cái ấy cho ta, làm cái ảnh thương hiệu chưa? Có rồi. Ok. Làm ảnh thương hiệu rồi, ok. Mình kiểm tra là hết. Ok. Sau này cậu cháu nhà bắp hạn chế cái gạch đứng thôi nha. Gạch đứng là cái ngắt, và một trên tiêu đề nó nhiều từ khóa, không ai biết. Ông YouTube ông không biết đề xuất cái từ khóa nào luôn, giống như nó gạch gạch đứng á, gạch ít thôi. Giống như hai món kêu là cách làm YouTube gạch đứng cái, đó là cái từ khóa chính. Xem kênh tư vấn trước khi gửi đơn, đó là từ khóa nội dung mà chia sẻ. Cách làm YouTube là đi hết cả một kênh của bạn luôn, giống như là ẩm thực miền Tây là nó đi hết cái kênh của các bạn luôn. Rồi còn mình ngắt, thí dụ cách làm YouTube ngắt một cái, xem kênh tư vấn ngắt một cái, trước khi gửi đơn ngắt một cái, hai món vlog ngắt một cái, rất là khó khăn nha, nên không ai hiểu gì luôn á. Bớt cái ngắt đi các bạn, giống như là một bài văn á, nó ra văn, nó ra văn nó có dấu phẩy dấu chấm, chứ còn muốn ngắt lúc nào ngắt thì nó khó lắm nha. Cái đó tại vì biết sao không bắp, cho bắp coi, cho bắp ấy luôn nè. Quay lại từ đầu đúng không, mình nhìn kênh mình biết. Ủa nãy đâu mất tiêu à, nó có tổng kênh nó có 40 của sự kết nối à. Cậu bơi live stream thì tốt lắm, cho cầm chiếu cũng tốt lắm á, cứ tương tác thật á, nhưng mà tại sao là nó, đây là cậu cháu nhà bắp à, thoát ra hết vô lại nè. Không, hai món YouTuber mới làm 2 ngày được cái 8, tổng quen cái 8 à. Đây là cậu nè, cậu cháu, cậu cháu nhà bắp à. Ấy, cái điểm nó có 40 à, nên cái sự mà tương tác á, và cái sự mình đặt từ khó này nọ, nó nhiều thứ á, nó cũng ảnh hưởng cái sự kênh của mình. Thường thường đây là mà 69, 20, 40, 60. 60 trở lên nó mới là ok, 59 trở xuống là thua, là kém á, gọi là kém á. À, có 40 rồi không? Để coi phát phát triển lại, thí dụ đặt từ khó lại cho kênh nó phát triển. Lượt xem cao nhất là 1.916.597 lượt xem, lượt xem trung bình là 141.000 trong 24 ngày, 28 ngày. Trong tháng vừa rồi chỉ có 143 người đăng ký subscribe thôi, được thêm trong 7 ngày qua. Phụ đề không có, 8 ngày, tính 18 ngày. Ok, số lần trong tiêu đề, số lần trong mô tả, sáng tạo, người sáng tạo là cậu cháu nhà bắp. Ok. Rồi cảm ơn anh chị em. Sửa, bây giờ là sửa nha. Một là tối ưu cái mạng xã hội trên ảnh bìa. Thứ hai, vô kiểm tra tiêu đề cái nào danh từ nào không cần thiết, xóa bớt đi. Thứ ba, trong mô tả cái nào không thiết, xóa. Trong thẻ hashtag, xóa bớt. Bây giờ không cần để nhiều 500 từ nữa đâu. Hoặc là trong từ khóa kênh, mình cho nó gọn lại, có nghĩa là cho nó xúc tích á, có nghĩa là mình cảm thấy ok rồi, mình kiểm tra lại thôi, chứ không phải là để mà đi xóa. Nhưng mà mình kiểm tra mình có thấy nó kỳ kỳ á. Cảm ơn Quang Kem TV, cảm ơn anh chị em. Anh chị em đến buổi live của hai món, của hai ba buổi live thì hai món sẽ tặng cà lên màu xanh nha.
Nhiều anh chị em mình cảm ơn anh chị em mới ủng hộ của mình. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Rồi, cái tiêu đề gì nó dài quá nè. SEO video hiệu quả, gạch đồng hành, gạch hỗ trợ các bạn mới tham gia YouTube. À, bỏ chữ đồng hành đi, SEO video hiệu quả gạch một cái, hỗ trợ các bạn mới tham gia vào YouTube. Nó hay không? Để từ đồng hành nó bị dư. Nó bị dư. À, sinh nhật cậu Bắp, gạch một cái, bánh kem ngon nhất quê mình, gạch một cái, món ngon ăn hấp dẫn, gạch một cái, ăn no nê cái kết, gạch một cái. Sao mà nhiều từ khó thế? Đúng không? Cái từ ăn nê đâu phải từ khó đâu, đâu phải cái từ khó đâu các bạn. Đặt nên các bạn nên lưu ý nè, các bạn làm video cho ai xem, các bạn đặt danh từ trên tiêu đề cho ai đọc, các bạn đọc hay là người thân các bạn đọc hay là người xem cần đọc, đúng không? Thí dụ mình lựa danh từ tìm kiếm của người xem trên nội dung của mình muốn truyền tải, hãy đặt trên tiêu đề nhé, chứ đừng đặt tiêu đề theo ý của mình, đúng nha. Các bạn nên cố gắng đặt tiêu đề không nên theo ý của mình. Các bạn khi mà các bạn nói rằng đến nhà tôi chơi đi, thì ví dụ bây giờ là hai móm nói là các bạn hôm nào đến nhà các bạn, nhà hai móm chơi đi, hai móm không có ghi rõ ràng địa chỉ, thôn hoặc là xã hoặc là huyện, xong là họ tên, thì các bạn tìm sao ra? Các bạn nói là đi ra tới ngoài đầu đường nào đó, các bạn hỏi ồ nhà anh hai móm ở đâu, ai mà biết, đúng không ạ? Nên danh từ tìm kiếm của người xem trong nội dung của các bạn muốn truyền lại đến người xem phải có danh từ tìm kiếm, còn gọi là từ khóa video, mà làm đúng tất cả các bước gọi là chuẩn SEO. Như giống như là anh biết đúng cái tiếng Anh nó đúng mà gọi là SEO trendy á, tối ưu hóa chuẩn á. Mà không biết để bữa nào mình dịch cái từ trendy, ai biết tiếng Anh cái từ trendy không, mà mình cũng chưa biết, để mình bữa nào mình dịch. Nên các bạn muốn làm chuẩn SEO hoặc tối ưu hóa, các bạn làm các bước cơ bản, mà muốn các bước cơ bản các bạn phải đặt địa vị mình vào người xem, và muốn người xem muốn xem được video đó thì phải có danh từ tìm kiếm, và danh từ tìm kiếm đó muốn tìm được thì phải rõ ràng, súc tích, gọn gàng, câu từ nó nằm đúng vị trí của nó trên tiêu đề, và đặc biệt nhất câu từ đó nó các bạn phải đưa từ bên trên tiêu đề xuống mô tả, và từ trong mô tả các bạn hãy hãy đưa xuống thẻ tháp. Cảm ơn anh Huy Đâm TV tặng anh cái cà lê màu xanh nha, quên chứ nãy giờ nói uống nước luôn cả. Thôi trong lúc uống nước có ai like bạn anh chị em like khích lệ nha. Rồi bây giờ cho hỏi cậu cháu nhà Bắp hỏi đi. À, kiểm tra nói chung là tương đối á, để nhớ gì nói chung là nó nhiều lắm. À, hỏi đi. Ôi, cảm ơn người em gái yêu vlog Nhịp Sống Châu Âu với kênh thứ hai nữa là Nhịp Sống Châu Âu, hai kênh. Rồi người anh em John John Hon gì đây. Rồi ok, cảm ơn cho cà lê một thanh John Hon gì đây. Nãy có em gái yêu Úc mình em Nguyễn, cảm ơn người anh em Huy Đông TV, cảm ơn người anh em Tổng Hợp Trung, cảm ơn tất cả anh chị em. Cảm ơn Quang Kem TV. Ok, Quang Kem đúng không? Quang Kem ấy tặng luôn đây. Sơn Móng là tặng à. Đừng có đưa người khác ra đảo được à. Nãy hai móm đưa thành phần không quen biết ra đảo, tại vì bạn ấy. Đã cháu làm xong những gì chú nói rồi ạ. À, có liên kết Facebook và YouTube rồi. Ok, thoát ra xem nha. Từ. Nên mở cái tiếng. Ở bên này mình tắt tiếng của mình luôn rồi nè.
mình dạy thế, mình tắt tiếng cái này là cái live stream nó không hiệu quả. Mở mở lên chút xíu chứ, các bạn xem video các bạn đừng tắt âm lượng nha, nãy giờ quên không biết là có bị trừ giờ không biết. Các bạn tắt âm lượng là giờ không được cộng và quảng cáo không được tính á, cái âm lượng á. Các bạn phải để một nấc tối thiểu, ít nhất là một nấc. Các bạn mà tắt âm lượng để ra cho nó full tắt âm lượng là thua. Ok, bây giờ cậu cháu nhà bác tiếp tục nha. Cậu cháu nhà bác, anh chị em âm thầm hỗ trợ nhau nha. Mình tâm sự chia sẻ, cũng xem một kênh thì cũng như xem kênh của các bạn cố gắng. Ok, ủa anh Bìa đúng không? Giờ vô. Quên kêu cái ảnh thương hiệu. Rồi ok, kênh cậu cháu nhà bắp. Các bạn biết không? Tại sao làm như vậy biết không? Có hai cái. Để bữa nào hai món chia sẻ chi tiết cho các bạn nữa. Bây giờ tư vấn cho cậu cháu nhà bắp trước nha. Có hai cái, thường thường hai món thường gọi thôi chứ chưa nghe ai gọi là kênh trong kênh. Kênh trong video, quay video trong video, quay video trong kênh. Các bạn nắm được không? Thứ nhất, khi mà người xem vào kênh của cậu cháu, có thể người ta bấm vào ảnh bìa này, and chill. Đấy, mặc nhiên nó sẽ đưa đến cái kênh của cậu cháu. Bây giờ bấm vào Facebook nè, and chill, tìm Facebook của cháu chơi nè. Đúng rồi, rồi ra, nhưng mà máy tính mình không xài Facebook, nó ra rồi đấy, nó còn nhập cái Facebook của vô hai món. Hai món biết xài Facebook trên điện thoại đấy, có nghĩa là mình muốn liên kết nằm trên ảnh bìa từ Zalo, Facebook, Synthet gì đó, rồi Viber, vân vân, Instagram, vân vân, thì liên kết thì người khác muốn theo dõi các bạn, người ta bấm Facebook fanpage ở trên ảnh bìa á, ta khỏi đi tìm, đúng không ạ? Đó là liên kết ngoại. Còn những cái kia bây giờ phải cậu bắp làm rồi, không sao, không sao mình làm. Cậu cháu có làm màn hình kết thúc với thẻ đề xuất chưa? Thẻ đề xuất 5 cái, 4 cái video liên kết nội với một cái danh sách phát liên kết nội nha. Trên thẻ màn hình kết thúc có 3 cái, một là cái đăng ký kênh, hai là một cái video liên kết nội, ba là một cái danh sách phát liên kết nội nè. Ok, cảm ơn Quân CM ạ. Cảm ơn tất cả anh chị em tặng cho xe Quân nha. Tại vì mình tư vấn mình không có mở video để mình xem được nên mình hỏi cho nó chắc. Rồi còn cậu cháu bác hỏi gì nữa không ta? Cảm ơn tất cả anh chị em, cảm ơn có bầu trời USA. Cậu cháu nhà bắp biết gửi đơn hết rồi đúng không? Có video nếu mà cần thì nó có một cái video mình chuyển qua Zalo, còn máy lên nó coi. Cậu cháu nhà bắp đánh hướng dẫn gửi đơn bật kiếm tiền và cả tạo Google AdSense á, lên đó có Thế Tâm, có cái clip Thế Tâm chỉ cũng rõ lắm. Tại hai món chưa ra clip được, hai món nói chia sẻ cho nó sát, còn làm clip thì nó ngồi nó lâu á. Rồi ok, có nghĩa biết hết rồi không? Giờ có gì hỏi nữa không? Bây giờ thế nào rồi? Quên, cậu cháu nhà bắp và các bạn, khi mà các bạn vô cái mục kiếm tiền làm trên máy tính nha cậu giáo cho nó dễ, vô mục kiếm tiền trong đó có 3 bước. Cái bước đầu tiên á phải vô đọc nha, vô đọc xong tích vô mới ok, chứ vô xong mà không có đọc gì hết giống như là đi học lón nha. Và các bạn bắt đầu mở cái đó lên, rồi thời gian bao nhiêu phút các bạn tích vô, ông YouTube biết hết. Các bạn vừa mở lên xong vừa tích vô, các bạn làm bước thứ hai YouTube cũng biết luôn. Nên các bạn mở lên, các bạn đọc đi, đọc 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 thì ông YouTube cũng đang biết các bạn đang đọc đọc. Mà thí dụ các bạn đang mở lên các bạn không đọc, các bạn đi ra đi uống nước, đi rửa mặt, đi vệ sinh cho con người thoải mái, bắt đầu vô tích vô, ông YouTube cũng nghĩ các bạn đọc. Ông đâu thấy bằng mắt đâu, ông mở lên mà đúng không?
Khi mở lên là ông YouTube biết, và khi tích vô ông YouTube biết, ông lưu lại. Bắt đầu vô tạo thứ hai là tạo á, là tạo xong đừng có tích liền ngang bắp, đừng tích liền mà đọc lại, đọc lại lần thứ hai. À, đọc lại lần thứ hai hoặc lần thứ đọc lại còn thiếu sót gì hay không, à cái mã bưu điện có thiếu sót hay không, cái danh từ trên bằng lái nó có đánh bị lỗi, giống như là thí dụ mình đánh dấu E mà thành dấu E, dấu O mà thành dấu O, thí dụ như vậy. Mình kiểm tra lại. Cảm ơn Hang Lê USA à. Cảm ơn màu xanh cho vui. Cảm ơn Guitar mà đồng quê tặng các bạn luôn cho nó vui nhà vui cửa nha. Tất cả các bạn là một gia đình, các bạn hãy âm thầm hỗ trợ nhau. Dạ cảm ơn chú. Ok. Rồi bác hỏi gì nữa, anh chị em hỏi gì về cái vấn đề kiếm tiền không? Anh chị em hỏi về cái test kênh. Còn tối mai Dung Phạm TB với anh chị em tới mai 19 giờ 10 sến TV. Ok kìa sến luôn. 19 giờ 10 tối mai trên kênh Hai Móm Vlog sẽ chia sẻ về cái cách làm cho các bạn biết, trong đó Dung Phạm mới hỏi á, tạo danh sách phát đúng. À ai mà gọi Zalo giờ này, YouTube YouTube á thì không đi lên YouTube, mà YouTube thì không thấy mà thấy trên Zalo không à, nhắn hỏi nhắn gọi mà trên YouTube thì bữa live không bao giờ thấy. Đang nói cái gì? Cách tạo danh sách phát đúng và sử dụng danh sách phát hiệu quả các bạn. Rồi rồi các bạn hỏi thì mình xem lại mình trả lời nha. Như các bạn cứ hỏi đi, mình chặn đứng cái các bạn hỏi mình chặn đứng cái tin nhắn của mình lại để mình coi. Nên các bạn xem lại danh sách phát mình, các bạn tạo đúng chưa và các bạn sử dụng nó hiệu quả chưa, các bạn suy nghĩ đi. Rồi tối mai 19 giờ 10 phút có 17 giờ 10 tối trên kênh Hai Món Vlog. Cảm ơn người anh em bầu trời USA tiếng Việt á, còn máy là USA, U là U, S A là A đúng không? Ok. Địa chỉ gói về công ty được không anh? Địa chỉ sau này lúc mà xác minh danh tính á, nói chung là cái đó, cái thực tế đời thường cái đó bạn lên cái Trần Sĩ Tâm như như Thế Tâm á, chỉ nó có cái clip làm, còn bây giờ Hai Móm nói là nó không có đúng vị trí đâu, tại Hai Móm nói bằng 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 cái lời nói không à, nó không có xác thực bằng cái video á. Cảm ơn Thuy Lê Kitchen. Thực tế đời thường ơi bạn, cái đó là coi cái ấy á, coi cái Thế Tâm chia sẻ, tại vì nó có nhiều bước á, một bước gửi á, một bước gửi thì các bạn phải dùng danh của các bạn, thứ hai là các bạn xác minh rồi trong cái nhận mẻ pin thế nào á, nó cái người anh em người bạn Thế Tâm á chia sẻ, các bạn xem hộ dùm Hai Móm á, chứ giờ Hai Móm lọc cái máy ra giải thích cái đó nó chậm lắm. Rồi nghe bắp ơi, ok nói đi, nhắn đi, đọc. Cảm ơn Huy Đông TV. Rồi hỏi, nói đi bắp ơi, rồi anh em nào có hỏi cái gì hỏi luôn đi, mình kiểm tra kênh luôn cho. Nhưng mà chưa thấy, ở trên này chưa thấy. Từ hỏi hỏi lại cái sao đâu, cái từ từ. Chưa nghe. Chú Hai ơi xem lại cháu sinh nhật cậu bắp để chỉnh rồi. Cháu lấy cái đó làm mẫu à, làm mẫu, nhưng mà làm mẫu cái gì, rồi sinh nhật đúng không? Wow, danh sách phát, cháu làm sinh nhật cậu bắp chỉnh rồi. Sinh nhật nằm ở đâu? Video
Làm mẫu là mẫu cái gì, mẫu cái gì mới được sinh nhật đúng không, tìm từ sinh nhật rồi đấy, từ khó là từ sinh nhật thì mình dùng tìm sinh nhật, nói sinh nhật tìm nhật đó, kìa những cái danh từ tìm kiếm á, nằm đâu đó, sinh nhật đâu, hiện ra coi 90 mấy video cũng ít mà, 2 móm 200 mấy là video like bọc kiếm tiền rồi, phải đặt lại mô tả hả anh? À, rồi rồi, từ từ trả lời xong kiểm tra nha. Video like bọc kiếm tiền rồi, phải đặt lại mô tả. Cái điều này nè, các bạn đã nhớ nè. Trước khi gửi đơn là đối tác YouTube thì mình phải dọn nhà cho nó sạch sẽ. Thí dụ trong mô tả nó nhiều đường link màu xanh phải xóa bớt, hoặc là nằm ở đâu xóa bớt. Sau khi đối tác YouTube khoảng 3 ngày sau, 3 ngày sau đến 1 tuần, các bạn đặt lại theo ý các bạn mà đúng chính sách của YouTube nha. Theo ý các bạn nhưng phải đúng chính sách của YouTube nha. Cháu nghe chú đã chỉnh rồi, dòng 13 đó chú, danh sách món ăn ngon mỗi ngày. Dòng 13 hả? À, mắt mình kém sao nhìn hết chín mấy video chưa thấy sinh nhật. Dòng 13 từ trên xuống hay là dòng 13 từ dưới lên, đúng không? Nó nhiều thứ đó chứ bộ. Mình phải nói ngược. Nên 90 mấy, nhưng mà thí dụ mà 9 mấy trở xuống. Rồi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Nên đấy, các bạn phải dùng từ đúng không? 13, mà 13 từ 1 lên 13 hay là từ 94 xuống 13, nó khác nhau hoàn toàn. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Đâu ạ? À? Sinh nhật đâu rồi? Không, từ tết đi. Ai? Sinh nhật cậu bắp nè. À, mười mấy luôn, 13 cái gì? Để tính lại thôi, phải 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nó nằm thứ 19 từ trên xuống dưới. 19 từ 94 trừ xuống. 13 đâu? Chứng minh luôn nè. À, đây tìm video chứ không phải tìm phát. À, cái đây là mẫu gì đây? 22 phút sinh nhật cậu bắp, bánh kem ngon nhất quê mình, ăn món ăn hấp rồi tiếp tục. Trên tiêu đề nó không có từ khó gì luôn á, từ khó chỉ có từ khó bánh kem, từ khó sinh nhật, từ khó ít lắm. Cậu cháu nhập bắp bánh bánh kem ngon, à từ khó là bánh kem ngon đúng không? Đây thường thường lấy từ khó là bánh kem thôi, để đánh gõ từ là bánh kem mà vô. Rồi mô tả, nó mô tả sạch sẽ, tiêu đề nó hơi dậy, làm danh từ thì nó hơi chưa chuẩn lắm. Ồ, nhìn trên máy 28 người luôn hả? 9 người luôn hả? Mình nãy giờ mọi người cảm ơn cô Nga miệt vườn. À, bây giờ nói chung bắp sữa là hết rồi mà, tặng cô Nga miệt vườn. À, chú hoàn chỉnh, cháu dựa vào đó sửa cái kia. À, bây giờ sao mà sinh nhật cậu bắp là gì? Bây giờ tên, chơi tên kênh mình luôn. À, coi thử trong này nói cái gì, từ từ coi cái video mình mới mới đặt được, chứ không có quy, không coi video bánh kem mà. Bánh kem ăn bắp, ăn bắp xong ăn, ăn trái măng cụt ngồi trên bàn, rồi cá gì đây, cái lắc cái nướng gì đây, rồi sao thấy cái, thấy căn mình anh ở đốt điện đốt lửa luôn á. À, đốt lửa
À, đục nến, đục nến. À, sửa lại thường thường là nếu mà lấy sinh nhật á là sinh nhật cậu cháu nhà bắp. À, chứ sinh nhật cậu bắp là sao? Sinh nhật lấy tên kênh mà đưa vô luôn, sinh nhật cậu cháu nhà bắp. Bỏ cái món ăn hấp dẫn đi, bánh kem hấp dẫn, tôm hùm hấp dẫn, cua hoàng đế hấp dẫn, đúng không? Bỏ từ hấp dẫn đi. Cũng như là mình cứ từ bánh kem là từ khó, nhưng mà giống như là bánh kem, bánh kem ngon, bánh kem mừng sinh nhật không có đi lặp lại được. Cái từ bánh kem ngon nhất quê mình cũng được, nhưng mà bỏ cái từ ăn hấp dẫn, cái này là cũng phải gần cả trăm từ ký tự rồi. Giảm bớt cái món ăn hấp dẫn đi. Món ăn hấp dẫn nó bị dư, danh từ nó bị dư, người ta đâu có đi tìm kiếm là món ăn hấp dẫn đâu. Món ăn hấp dẫn là bánh kem mình chắc nó bị nằm ở dưới cua hoàng đế, tôm hùm mất tiêu à. Ok. Cháu xóa bớt thẻ táp, mất điểm quế. Đâu quan trọng cái điểm đó là gì. Cậu chấp rồi, nhưng mà các bạn nên hiểu nè. Cái điểm sale không giúp cho kênh các bạn là lên thành công, nhưng mà nó giúp cho các bạn là thấy điều mà các bạn làm chưa đúng và đúng, đúng không? Thí dụ bây giờ các bạn làm cái điểm sale đó nó đúng, nhưng mà nhiều cái danh từ nó nhạy cảm á, ông YouTube ông sẽ quét trong cái thẻ táp đó. Bây giờ các bạn đang cần việc làm đối tác YouTube hay là đang cần điểm sale? Sau khi có quảng cáo 3 ngày, bắp của anh chị em vào đặt lại tất cả thẻ táp đó trong video đó mà các bạn đã xóa, đúng không ạ? Nên mình bây giờ mình đang cần gì, mình đang cần gì. Thí dụ hai mớm cho các bạn một ổ bánh mì và 100 ngàn, các bạn chọn cái nào? Các bạn chọn cái nào? Nếu mà các bạn đang đói, các bạn ở trên rừng, các bạn ở dưới biển, các bạn đang đói, 100 ngàn đó không bằng một cái lá cây, thì các bạn phải chọn ổ bánh mì, đúng không ạ? Chính xác, đúng bắp, đúng không? Thì hiện bây giờ mình đang chọn là được xét duyệt đối tác YouTube, chứ không cần điểm sale, điểm xiết gì ở đây nữa. Điểm sale là lúc mình làm 1.000 sub và 4.000 giờ để YouTube đề xuất đến người tìm kiếm và người xem để mình nhanh được sub và nhanh đủ giờ. Sau khi nhanh đủ giờ rồi, điều đó tính sau. Bây giờ mình kiếm tiền YouTube, nếu YouTube được duyệt kiếm tiền quảng cáo. Nên nhớ sau 3 ngày mình sẽ làm lại, nó sẽ trở lại bình thường, xanh sạch đẹp. Nên nhớ 3 ngày nha, đừng có làm ngày đầu tiên, thứ hai, ngày thứ ba tắt kiếm tiền á. Nói anh chị em cố gắng nha. Anh chị em lưu ý nha. Sau khi Gmail của YouTube báo là bạn đã được là đối tác của YouTube, các bạn đừng vội sửa kênh. Các bạn đừng gọi vội đặt quảng cáo thủ công, mà hãy vào lưu ý chỗ này nữa nè. Hãy vào trong trên máy tính, vô ảnh Meta, vô YouTube Studio, vô cái từ vô cái mục kênh, vô đó là mục kiếm tiền, thì vô xem năm cái mục đó nó có tích màu xanh chưa. Chưa tích hãy tích lên, thứ nhất. Thứ hai, vào mục video, vô tất cả các video, bật quảng cáo lên.
cái chỗ mà để hạn chế bây giờ có quảng cáo, bây giờ chưa bật, bật lên, bật tất cả 94 video lên. Tiếp tục vô mục kiếm tiền kiểm tra. À, qua mục đặt quảng cáo. Vô mục đặt quảng cáo từ chỗ video á. Vô tích cái ô là sau tích cái ô là sau 8 phút nó sẽ có ô là quảng cáo sau video. Thì tích nó vào. Không nên đặt quảng cáo tự động mà mới nhận đơn của YouTube. À, và các bạn chưa đặt thì có thể các bạn chưa biết đặt đâu. Và nếu biết đặt, đặt đúng hay chưa? À, đặt thì được rồi đó. Ai đặt cũng được hết, nhưng mà nó đúng hay chưa đúng mới là quan trọng. Nên các bạn hãy lưu ý, bắp hãy lưu ý. Nên nhớ 3 ngày sau, trong 3 ngày đó, anh sẽ gọi cho bắp bằng Zalo gieo chỉ cho bắp quảng cáo hiệu quả. Và có thể bắp xem lại hai cái video của hai món, một video cũng được, có 5-6k nước á, quảng cáo hiệu quả xanh tiền. À, còn cái gì gọi Zalo hay bấm chỉ cho. Ok, chứ không phải là đơn giản muốn gì muốn nha. Nói chung là bây giờ mình mới có học lớp 6 thôi nha các bạn nha. Bắp mới bây giờ mới là lớp 6 thôi nha, còn lớp 9, lớp 12 nữa. Cảm ơn Johan, cảm ơn anh hai móm hướng dẫn. À, hai móm chia sẻ với bắp, cảm ơn 2N, cảm ơn Thanh Thanh Lu. À, bạn này cũng ở quê nè, mình cũng làm cà phê bạn cũng làm nè. Em chắc mẫu giáo quá, không sao đâu. Các bạn nên nhớ nè, hai móm làm một kênh cũng được, nhưng vì sao hai móm đã bật kiếm tiền trên kênh hai móm vlog thì cũng nhờ mấy ngàn sub của các bạn, và cũng được các bạn xem quảng cáo, full quảng cáo hai món mới có tiền, đúng không ạ? À, thì lẽ đó hai món mới ra kênh hai món official để xem kênh trả lễ cho các bạn, song song đó cũng trả lễ bằng bình luận xem video của các bạn, đúng không ạ? À, nếu không có các bạn mình đâu có như thế và được gì đâu, đúng không? À, sau đó một thời gian tới trên kênh hai món bật kiếm tiền á, là kênh này sẽ chia sẻ tất cả tất tật đời sống của hai món, đời sống mà nông dân làm trồng này, thì mong cả nhà các bạn ủng hộ. Thì hai món mới ra một kênh hai món YouTube, tiếp kênh hai món YouTube sẽ tiếp nối với kênh hai món Official này, xem kênh tư vấn cho các bạn hết sạch sạch mà hai món đã làm trong 2 năm qua, năm 2019 và 2020, và hai kênh bật kiếm tiền thì kênh thứ ba xin trả lễ cho các bạn. Nên các bạn đồng hành với kênh hai món vlog, hai món official và hai món YouTube, các bạn không thiệt thòi đâu, các bạn không thiệt thòi. À, cảm ơn người anh em tẩm hợp trung bánh mì ngon quá. À, các bạn không thiệt thòi, tại vì hai món có nói rồi, hai món một bàn tay không có thể che hết một bầu trời, nên hai món cũng không thể giúp cho tất cả các bạn được. Nên từng bạn một, nếu các bạn chân thành, nếu các bạn cố gắng, nếu các bạn làm tốt nội dung video của mình và kênh của mình, thì những bước khác hai món hỗ trợ. Hai món, các bạn biết rằng bây giờ hai món đang lập ra kênh hai món Đà Lạt của hai món Nha Trang để hai món ra video để cho các bạn xem. Các bạn xem thôi, còn những người khác thì họ xem những video lớn hơn. Video của hai món là video nông dân chia sẻ làm YouTube nên nó đơn giản lắm. Giống như là hai món nãy cũng nói, cũng chỉ bắp làm cái ở trên ảnh bìa bắp làm được rồi nè. Đó, hai món chỉ kiểu đó đó. Nên là các bạn muốn cao hơn, giỏi hơn, sang hơn thì trên YouTube nhiều lắm. Còn kiểu mà thật tình, tỉ mỉ, cầm tay chỉ mực, biết sao chỉ vậy, biết nhiêu chỉ bấy nhiêu thì gặp hai mớ. À, tất cả các bạn liên kết với fanpage. Fanpage là hai món YouTuber, còn Facebook là hai món. Các bạn lên ảnh bìa của hai món á, liên kết hai món thì hai món sẽ hỗ trợ các bạn. Trên đó có sẽ có số điện thoại.
À, mình sẽ liên kết với các bạn rồi xong mình sẽ cho số điện thoại để liên kết Zalo để máy. Tại vì Zalo cái số điện thoại nó ảnh hưởng đến một cái quá trình về Gmail, về Google AdSense, nó vừa nhiều thứ lắm. Nên hôm lúc chưa bật kiếm tiền thì mình tặng đại trà, nhưng sau khi bật kiếm tiền thì cái sự nguy hiểm nó càng cao. Tại vì 100 cây đâu phải cây nào nó cũng xanh trái tốt đâu, nên là cũng có cây héo. Ok, cảm ơn người chị em nhịp sống châu Âu, cảm ơn 2N Vlog, cảm ơn tất cả anh chị, cảm ơn người anh em Hy Dê, cảm ơn Thuy Lê. Em ở Pennsylvania. Cảm ơn Thuy Lê nha. Cảm ơn người chị em xinh đẹp, đẹp gái, Thu Vui. Mình nói đúng mà, người đẹp official là sao? Bị Ủa, mình đang like official người đẹp vlog chứ. Biết rồi nha, biết rồi, nhưng mà official đang like thì đó là người người đẹp hay món vlog hay mà YouTuber. Cảm ơn người anh bầu trời USA, đọc tiếng Việt đi, còn tiếng Anh là USA. À, bữa nay được bao nhiêu đô rồi anh? Hơn 100 đô chưa? Rồi có câu hỏi gì không ạ? Anh hai móm vừa làm nông mà có thời gian làm nhiều kênh quá. Cảm ơn Thanh Lu ạ. Ông làm một kênh thôi, một kênh hai móm vlog mà tự nhiên mình thấy anh em chân tình mình làm thêm hai kênh để trả ơn cho anh chị em. Một kênh là một kênh official trả ơn mà tự nhiên nghe giờ cuộc sống của mình đi bắt cá, đi trồng cây, cuối cùng mình làm về đời sống, cuối cùng mình buộc mình phải làm một kênh hai móm YouTuber nữa. Nên còn kênh hai móm channel, hai móm TV, hai móm Đà Lạt và hai móm Nha Trang, có hết. Cháu đang sửa lại nha chú 94. Cứ sửa đi không sao đâu, người phụ nữ quyền lực. Đúng rồi. Người em gái nhịp sống châu Âu cũng có thấy mà. Bữa nay Thu Vui nói chuyện không à. Anh Quân Simen mình giao lưu. Đúng rồi anh chị em, cái âm thầm nha anh chị em, âm thầm bin bin nha. Kênh vợ em là Hằng Lê dưới o vậy hả, đâu có trên này không. Cảm ơn chị Hằng Lê. Hằng Lê là người chị em, người phu nhân của anh bầu trời dưới đây. Thấy rồi, thấy hai chồng ở ngoài sân nấu ăn, hai chồng nấu cho bé rồi. Như mình like này mình nói chuyện mệt hơn hai món vlog không mà nói to hơn, nói nhiều hơn gì. Anh hai móm sợ vợ là hai móm Opaco đang like, hai móm gọi vợ là Opaco. Đúng rồi, hai móm Opaco đang like. Gọi đúng rồi. Đúng rồi, nói đúng á. Lúc đầu hai móm là làm hai móm vlog live stream ấy, còn mở kênh hai móm Opaco. Hai móm Opaco thì hai móm Opaco thì vợ cầm máy. Làm sao em gái nhịp sống châu Âu cái gì đàn hả, đàn cái gì không có dấu khó đọc quá. Cảm ơn tất cả anh chị em. Cái gì cá nghĩa gaming đó hả, đâu à nghĩa gaming hả. Xin chào nha, không thấy ta. Mình like cái kênh này mình nói nhiều hơn. Như cái này hết pin, hèn gì nó tối tối mà nói nhiều hơn, mình nói lớn hơn, mình lấy nón ra cho đẹp trai đi. Rồi bây giờ sao mà giận anh hai vậy. Ngọc Mai ơi, là sao. Anh chị em, cảm ơn Nghĩa Gaming. Chào Nghĩa Gaming nha. Cả nhà về, các bạn có câu hỏi gì không, hỏi mình chia sẻ với cả nhà các bạn nè. Cảm ơn Thi Lơ
Kitchen. Em chỉ có hỏi anh thôi, quân chimen em chưa tặng gì anh cả. Mic của anh bị chạm hay gì đó. Gì à? Rồi. Rõ chưa? Hết chạm chưa? Hay cắm mic. Cảm ơn Hoàng Sim. Cảm ơn cả nhà các bạn. Nhịp sống châu Âu nói giận anh hai kìa, nhõng nhẽo rồi. Chào tất cả nhạy kèo gì vô gì kha kha bạn thu vui cái nhịp sống cho ông nói gì kia kìa nhịp sống cho ông nãy nói gì đó nhắn gì nghe rõ rồi anh. Ok, cảm ơn Thanh Lưu nha. Rồi trong lúc cậu cháu nhà Bắp sửa kênh á, cả nhà các bạn có hỏi gì mình trao đổi với các bạn nè, có việc gì trao đổi với nhau anh chia sẻ qua. Cảm ơn nhiều đây. Min Min X là ai ta? Min X này là ai đây? Hai mươi hai bạn mà ít kèo viết đúng rồi, viết và cái dấu nha để hiểu lầm á. Về nó ha, kỳ xá. Đó nha các bạn ơi, mít rè khỏi khỏi rè luôn. Nói bên ấy nói bên gì đó khỏi rè luôn, nói bên ở ngoài máy luôn. Hay anh để âm lượng nhỏ một chút, mình cũng chả biết mở âm lượng ở đâu. Rồi chơi nói bên ngoài giống như hai móm vlog đi vậy luôn cho nó chắc. Đâu rõ chưa? Quen miền Tây à? Cảm ơn quen miền Tây nha, nhiều bạn mới à, thì chào nhau đi rồi chào hỏi nhau. Rồi nghe rõ chưa? Không thể hoàn tất thao tác trước do bộ nhớ thấp. Khỏi dây luôn sẽ nó rì ta. Gì kìa? Nhịp sống cho ông nói gì? Mình dẫn dẫn gì đấy? Mình dẫn quyết hả? Đâu phải mình dẫn quyết mấy bàn nên không viết dấu được. Mình đang viết rê, mình đang viết chắc do cái máy này nó hết thời rồi á. Gì này hết thời rồi. Nghe rõ không ta? Nghe bình thường đúng không? Rồi ok, âm thanh không nghe rõ anh hai ơi. Mấy đợt sao cho bên này nghe bình thường. Computer. Nghe bình thường.
Cái này các bạn muốn hai món ốp cực phơi cồi xuất hiện không nè? Rồi nghe rõ cho cả nhà ơi. Nào, cái gì đi? Về kiểu nông dân đi. Nào. Sao rồi? Alo, alo, sao rồi? Rõ chưa, rõ chưa? Rõ Rõ chưa, rõ chưa? À, quán đề rề sao ta? Rõ chưa? À, Rõ quán... chưa, rõ chưa? À, À, quán đề rề sao ta? Rõ chưa? À, rõ chưa, rõ chưa? À, bên quán đề rề sao ta? À, Rõ chưa? mấy này hết thời rồi. Máy này hết thời rồi. Không được, máy rề quá. Ok, buông rồi. Nghe rõ rồi hả? Cảm ơn anh chị em. Mình rất vui được làm quen cùng các bạn để em giúp mình. Thì mình không ra được rồi. Ôi, anh chị em khi nói mới bị thời. Bị nói là do cái máy á. Vì nó nhỏ lại à. Mấy của anh tập tịch nhưng mọi người vẫn nghe nghe này. Ok, mấy của anh tập tịch nhưng mọi người vẫn nghe nghe này. Ok, ồ mấy sao của anh tập sao nó bị rì rì nghe rõ. Rồi, anh chị em hỏi gì đi. Được rồi đó. Nó bị sự cố của 100 người YouTube. Tới hết 7-80 người coi chỉ có 5 phút. Cho dù video đã 8 tiếng nữa coi cũng 5 phút mà. Còn anh chị em mình là không nói. À, biết là em gái nhịp sống châu Âu, em đang làm video nên không cào được. Ok. Nãy nhắn là đang bận anh hai, ở đây là đang giận chị hai với thú vui suy diễn làm cái video dài ra. Lê Hoàng ơi, dài dài ra nhưng mà công chiếu các bạn công chưa bật kiếm tiền, các bạn tìm giờ thì công chiếu đừng úp nguội, úp nguội nó không bao nhiêu giờ. Ví dụ một video 30 phút mà hai người xem công chiếu các bạn được 1 giờ, 1 tiếng đồng hồ. Ha, cười. À, đang bận anh hai mà đang giận, ai biểu đánh dấu cho thu vui với chị hai chọc ghẹo không chị. À, rồi xong xem nguội á là 5 phút mà 6 người mới được cái nửa tiếng, 12 người mới được 1 giờ thì 12 người với hai người nó khác nhau, vì lẽ đó các bạn chưa đủ giờ, tuyệt đối không nên úp nguội đừng mong có giờ. Còn úp nguội thì một số anh chị em mà có quảng cáo á, thì anh chị em úp nguội để người khác xem hết video cho nên full. Cái bữa giờ em toàn công chiếu đúng rồi, nói chung hết đó Lê Hoàng ơi, nói chung hết tất cả anh em làm YouTuber kiếm tiền chứ không phải nói mình riêng mình Lê Hoàng hai món